Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Manutus có thể tự do kích hoạt bơm tấn 100 triệu bảng. Erik Ten Hag chính thức gật đầu với MU thay Rangnick. Chính cầu thủ MU nên đá ngay khỏi Old Trafford ở chợ hè 2022. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Manutus có thể tự do kích hoạt bơm tấn 100 triệu bảng. Gần đây, ký giả Romano tiết lộ, Manutus đã xác định xong hai tân binh đầu tiên cập bến Old Trafford vào mùa hè. Theo đó, Manutus sẽ ký hợp đồng với một tiền đạo trẻ và một tiền vệ trung tâm chất lượng. Trước tiên, MU sẽ tập trung hoàn tất chữ ký của Declan Rice. Đây là ưu tiên hàng đầu của Manutus trong bối cảnh tuyến giữa trở nên khá mỏng. Việc Paul Pogba có thể ra đi, Dramatic đã già càng thúc đẩy MU hỏi mua Rice. Đáng chú ý, Manutus không mang về bất kỳ tân binh nào ở phiên chợ đông. Giới chủ Toko chỉ đồng ý nâng cấp đội hình trước mùa giải tới. Đó là thời điểm thích hợp để Quỷ Đỏ đặt vấn đề với West Ham. Ban đầu, Manutus vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Chelsea. Đội chủ sân Sam Rich được cho là sẵn sàng chiêu mộ Rice vào mùa hè. Dù vậy, diễn biến mới nhất cho thấy MU không còn gặp trở ngại lớn. Roman Abramovich vừa bị đóng băng tài sản ở Chelsea. Điều này đồng nghĩa The Blues không thể mua bán cầu thủ. Khi ấy, thương vụ Rice coi như khó thành hiện thực. Không còn đối thủ cản trở, MU có thể thoải mái đàm phán với Rice. Được biết, West Ham chỉ để Rice ra đi với giá ít nhất 100 triệu bảng. Dù vậy, Rice là chữ ký đáng để đầu tư. MU cần một cầu thủ chất lượng như tiền vệ người Anh ở tuyến giữa nhằm hướng tới thành công trong tương lai. Rice là một tiền vệ giàu năng lượng. Cầu thủ này nhiều thời điểm lùi sâu để ngăn chặn các pha lên bóng của đối phương, đồng thời di chuyển mạnh mẽ áp sát và gây áp lực lên phía trước. Rice có thể tả sùng hữu đột và chiến đấu không khoan nhượng. Cần biết rằng Rice còn trẻ và có thể phát triển hơn nữa, thậm chí đủ khả năng trở thành tiền vệ hàng đầu thế giới. Cơ hội đã rộng mở và MU nên sớm lên kế hoạch thâu tóm Rice. Erik Ten Hag chính thức gật đầu với MU thay Rangnick. Sky Sports xác nhận Quỷ Đỏ đã đánh tiếng tới Ten Hag dù chưa có bất kỳ liên hệ chính thức nào với Ajax. Ten Hag hiện còn hợp đồng với MU đến cuối mùa giải năm sau. Dù vậy, khi Manutus đưa ra lời đề nghị chính thức, vị huấn luyện viên này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán về tương lai. Được biết, Ajax không gây trở ngại để Ten Hag chuyển tới dẫn dắt Manutus. Ông được cho là đã ra thông báo rời đội bóng vào cuối mùa. MU chính thức công bố tân huấn luyện viên vào tháng 4. Mauricio Pochettino của PSG và huấn luyện viên Erik Ten Hag của Ajax là những ứng cử viên hàng đầu, trong khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Real Madrid cũng đang được xem xét. Theo Daily Mail, Manutus hy vọng vào cuối tháng 4 họ sẽ hoàn thành việc bổ nhiệm thuyền trưởng mới. Giám đốc điều hành Richard Arno và giám đốc bóng đá John Mottup mong muốn vị huấn luyện viên mới sẽ có nhiều thời gian nhất có thể để ổn định công việc ở câu lạc bộ trước khi đưa ra các quyết định quan trọng. Dù không chính thức gia nhập đội chủ sân Old Trafford cho đến cuối mùa giải, nhưng vị thuyền trưởng này sẽ giúp ban lãnh đạo có tiếng nói trong hợp đồng của những cầu thủ hiện tại cũng như các mục tiêu được nhắm đến khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Manutus muốn sớm bổ nhiệm người thay thế Rangnick nhằm đẩy nhanh quá trình chiêu mộ tân binh, có đủ thời gian để họ làm việc cùng Quỷ Đỏ trước khi có mùa giải khởi tranh. Ba đại gia nhòm ngó Bruno Fernandes. Theo Vietjet, rất nhiều ông lớn tại châu Âu như Barcelona, Real Madrid và Man City đều đang quan tâm tới tiền vệ Bruno Fernandes của MU trong bối cảnh Quỷ Đỏ đang gặp khó khăn trong một cuộc đua vào top 4 Premier League. MU rất muốn gia hạn hợp đồng để giữ chân Bruno Fernandes. Tuy nhiên, quá trình thương thảo đã bị đình trệ cho tới tháng 5, tức là sau khi mùa giải này khép lại. Lý do xuất phát từ Bruno, cầu thủ người Bồ Đào Nha muốn có thời gian để suy nghĩ thêm. Với anh, tấm vé dự Champions League mùa sau sẽ là điều kiện quan trọng để quyết định việc có tiếp tục gắn bó lâu dài với MU hay không. Chính cầu thủ MU nên đá ngay khỏi Old Trafford ở chợ hè 2022. Nếu MU muốn trở lại hình ảnh bất khả chiến bại vào như năm xưa, họ sẽ cần phải chủ động trong việc thanh lý những cái tên không còn giá trị, song song với việc tìm kiếm những tân binh chất lượng. Paul Pogba, Jesse Lingard, John Mata và Edinson Cavani đều có khả năng chia tay MU sau khi hợp đồng giữa họ với Quỷ Đỏ đáo hạn vào cuối mùa giải này. Nhưng nếu muốn trở thành một thế lực ở mùa giải tới, MU sẽ cần phải thanh lý nhiều hơn bên cạnh những cái tên đã hết hợp đồng kể trên. Mùa hè 2021, MU chỉ bán duy nhất một cầu thủ là Daniel James trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Pep Guardiola đã đưa Man City lên một tầm cao mới khi cải tổ hoàn toàn vị trí hậu vệ biên vào năm 2017 và bán 7 cầu thủ trong đội hình. Một cuộc thay máu mạnh như vậy cần được thực hiện ngay tại MU. Đầu tiên, đó là Dean Henderson. Henderson là nạn nhân của sự thiếu quyết đoán của MU và một giai đoạn dính Covid-19 đã khiến anh không thể ra đi theo dạng cho mượn trước mùa giải. Cầu thủ sắp bước sang tuổi 25 quá giỏi để ngồi dự bị.
Henderson cũng cần bắt chính thường xuyên để cạnh tranh suất dự World Cup vào tháng 12 năm 2022 cùng tuyển Anh. Vẫn có khả năng Henderson được tân huấn luyện viên chính thức của MU ưu ái, nhưng David De Gea ở tuổi 31 đang là độ chín của một thủ môn. De Gea cũng cần sự chắc chắn sẽ lần thứ 5 giành giải cầu thủ hay nhất năm của MU, một kỷ lục. Thứ hai, Aaron Wan-Bissaka. Những hậu vệ cánh hay nhất của ngoại hạng Anh đều đang sắm vai kiến thiết lối chơi, nhưng Wan-Bissaka thì không nằm trong số đó và anh cũng không bao giờ giúp mặt tấn công của MU sáng sủa hơn. Wan-Bissaka tỏ ra chắc chắn ở mùa giải đầu tiên, nhưng người hâm mộ muốn thấy nhiều hơn ở anh thay vì chỉ là những quả xoạc bóng. Vì vậy, MU nên cắt lỗ sớm trong thương vụ này. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ sẽ phải chịu thiệt vì đã biến Wan-Bissaka trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất mà chưa từng khoác áo tam sư. Thứ ba, đó là Eric Bailly. Marco Rojo 2018, Phil Jones và Alex Pereira vào năm 2019 và Eric Bailly năm 2021. MU dường như năm nào cũng có một pha gia hạn hợp đồng đi vào lòng đất và Bailly mới chỉ có 7 lần ra sân từ đầu mùa giải này. Đôi khi Bailly tỏ ra xuất sắc dù phải nhận những lời chỉ trích bất công, nhưng anh như một quả bom hẹn giờ chỉ trực chờ để mắc một sai lầm tai hại như là đá phản lưới trong trận derby chẳng hạn. Cầu thủ người Bờ Biển Nga có tổng cộng 113 lần ra sân cho MU, đạt tỷ lệ chỉ 20 trận trên một mùa. Số lượng quá đáng thương với đôi chân pha lê của Bailly. Tiếp theo đó là Phil Jones. MU đã có thể giải thoát cho Jones hơn 2 năm trước, nhưng họ lại gây sốc khi đề nghị anh một bản hợp đồng hoàn toàn mới. Jones chỉ có một lần đá chính trong suốt 2 năm qua. MU sẽ hy vọng Blackburn Rovers chấm dứt một thập kỷ xa cách để trở lại ngoại hạng Anh và đến rước Jones đi. Ansel Tonzebe. Đã hơn 6 năm trôi qua kể từ khi Tonzebe có trận ra mắt cho MU dưới thời Louis van Gaal và anh chỉ có thêm vỏn vẹn 21 lần đá chính cho Quỷ Đỏ. Giai đoạn thi đấu cho Napoli theo dạng cho mượn ở mùa giải này là một thất bại khi Tonzebe chỉ có 2 lần ra sân và đang ngồi ngoài vì một chân thương lưng. Andreas Pereira. Pereira vẫn đang thuộc biên chế MU nhưng dự kiến mong muốn chuyển hẳn sang chơi cho Flamengo của anh sẽ được thông qua. Pereira đã không ra sân cho MU suốt 18 tháng qua. Tiếp theo đó là Donny van de Beek. Donny van de Beek đang chơi cho Everton theo dạng cho mượn kể từ tháng 1. Nhưng Getafe hiện đang tiệm cận nhóm xuống hạng. MU dự định sẽ chiêu mộ một tiền vệ trụ vào mùa hè và có thể cần một người để chám vào khoảng trống nếu Pogba rời đi. Van de Beek chưa bao giờ là một cầu thủ được đối xử đúng mực ở MU, vì vậy sẽ rất ngoạn mục nếu anh có thể lật ngược thế cờ và đạt được thành công tại MU. 8. Đó là Anthony Martial. Nếu Mauricio Pochettino tới MU, Martial phải hy vọng rằng chiến lược gia người Argentina vẫn còn thích thú với tài năng của anh như ở năm 2018 khi Tottenham hỏi mua Martial. Không có lý do gì để giữ lại Martial nếu huấn luyện viên tiếp theo của MU không có ý định sử dụng anh thường xuyên. MU có thể tận dụng việc Kylian Mbappe chuyển sang Real Madrid để gạ PSG mua Martial. Và cuối cùng, đó là Marc Rashford. Marc Rashford là một Quỷ Đỏ đích thực từ trong máu, trưởng thành từ lò Carrington và được trao nhiều phúc lợi trên đội một MU dù còn chưa bước sang tuổi 25. Tuy nhiên, cầu thủ mang áo số 10 đã thể hiện một bộ mặt nghèo nàn suốt 14 tháng qua. Sự hời hợt của anh trong thất bại nhục nhã 1-4 trước Man City đã bị Jamie Carragher lên án là điều khiến câu lạc bộ trở nên hỗn loạn. Có lẽ đã đến lúc MU nên cân nhắc một biện pháp nghiêm khắc hơn với Marc Rashford. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!